liên quan phản ảnh của người dân về việc hàng loạt địa điểm tại Hà Nội phá sóng chìa khóa thông minh, trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 25 tháng 6. Ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đã cử lực lượng chức năng xuống để kiểm tra. Cục này đã nhận thêm thông tin của người dân ở 4 điểm tại Hà Nội xảy ra hiện tượng chìa khóa thông minh bị phá sóng. Ông Tuấn cho biết qua kiểm tra, Cục đã tìm ra nguyên nhân tại một số địa điểm. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng cùng ngày, ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Trung tâm Tần số Vô tuyến khu vực 1, cho biết sau khi tiếp nhận phản ảnh của người dân, trong ngày 24 và 25 tháng 6, đơn vị đã thành lập các đoàn công tác xuống trực tiếp địa bàn để kiểm tra. Ông Đông CHO biết qua rà soát 4 điểm mà người dân phản ảnh tại ngã tư Quang Trung, Tràng Thi, qua đo đạc không nhiễu, việc nhiễu sóng này đã xảy ra vài tháng trước, đến nay không còn hiện tượng này nữa. Tại điểm phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng sau Bệnh viện Mắt Trung ương chúng tôi cũng đã đến đo nhưng chưa phát hiện được gì, hình như thứ Bảy, Chủ nhật không bị, ngày thường thì bị. Vì vậy, ngày mai thứ Hai chúng tôi sẽ quay lại đo tiếp. Còn tại điểm Thụy Khuê, chúng tôi phát hiện một thiết bị mở từ xa cửa cuốn bị lỗi nên phát ra tín hiệu liên tục, gây nhiễu cho người dân. Còn tại Lạc Long Quân, có một bảng quảng cáo LED phát sinh một phát xạ trên băng tần dùng cho thiết bị điều khiển từ xa và gây nhiễu. Chúng tôi đã xử lý.